Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và hôm nay các bạn có thể thấy là ở hai bên mình chính là tất cả những bạn nữ của Hero Team mọi người ạ. Chào mọi người đi anh em. Chào mọi người, nhầm chị em. Anh ơi, hồi chị em đã trở lại comeback. Đúng rồi. Thì hôm nay Phong Cận đã gia nhập vào hội chị em nha mọi người. Ok. Thì hôm nay chị em nhá. Trời, chị em tốt, chị em tốt. Thì hôm nay nè các bạn ơi, mình đã mời hội chị em vào đây để tham gia cùng với mình một con map bắt cua rất là hay mọi người ạ. Thì con map này thì Phong mới vừa phát hiện được nha các bạn nha. Các bạn coi nè, đây. Mày thấy gì không? Đây, những cái block ở trong Minecraft nó di chuyển qua lại nữa các bạn ơi. Đấy, bình thường á nha, là chúng ta bắt cua á mọi người, là chúng ta sẽ bắt cua lên trên những cái block mà nó đứng im đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt cua những block mà nó di chuyển mọi người ạ. Sẽ rất là vui luôn nha. Rồi, thì tất nhiên rồi, Phong là nam thì Phong sẽ là người làm mẫu đầu tiên cho mấy bạn nữ nha, ok? Rồi, nè, mấy bà nữ coi tôi nè. Phong ơi, nếu mà mình đứng lên này mình có bị giật lắc lắc gì không? Không, coi em nè, em leo lên nè, đó, hoàn toàn bình thường luôn, thấy không? Ê, nhưng mà khoan nha, cái này là mình phải di chuyển theo cái block nha. Chứ mình mà đứng yên một chỗ, mọi người coi em đứng yên một chỗ nè, là mình sẽ bị rơi xuống. Thấy không? Ok. Rồi, thì bây giờ nè, mọi người coi tôi làm mẫu chứ nha, tôi làm mẫu một lần thôi nè. Đây, ok, sau đó nhảy qua đây nè nha. Rồi, sau chúng ta phải di chuyển theo cái block này mọi người hiểu không? Di chuyển theo, đấy, ok, sau đó nhảy qua từng block như thế này. Đó, hui. Go. À. Quá xịn luôn trời. Đó, rồi, qua được map mới nè. Rồi ok, bây giờ tới lượt hội chị em á. Đầu tiên thôi khỏi đầu tiên đi, hội chị em nhảy qua đi. Người nào qua được trước người thắng. Hello Phong. Ủa sao Sammy? Trời, Sammy nhảy một lần qua luôn bạn ơi. Sammy đỉnh cao dữ trời. Hay quá Sam. Trời tôi tự hào về bà quá Sam ơi. Rồi, rồi chị em cố lên. Sammy qua được rồi nè, Simmy qua được rồi nè. Ok, Camui qua được rồi nè. Trời ơi. Ê, tôi nói thiệt nha, sao cái bà Mimi nè, bà bị gì á mọi người? Tôi thấy bà từ nãy giờ bà rơi mấy lần luôn hả? Mới chơi. Ê, hội chị em ơi, hay là bây giờ bọn mình đi để Mimi ở chỗ này mình đi. Ôi, bà nó chơi lại. Nhanh lên bạn ơi, trời cái gì mà chậm chạp vậy? Rồi, quá rồi, hay lắm. Rồi. Ok rồi, tiếp nha. Bây giờ là level 2 nè. Level 2 thì nó sẽ khó hơn nha các bạn nha. Ở cái level 2 này các bạn có thấy cái khối màu xanh chỗ kia không? Đây, bây giờ nè mình sẽ hướng dẫn cho bạn nha. Khi bạn nhảy lên trên đó thì nó sẽ biến thành cái block nó di chuyển. Đấy. Ôi xin nhá. Nhưng mà nó có chướng ngại vật nha, là nếu chúng ta không biết vượt chướng ngại vật thì chúng ta sẽ bị rơi xuống dưới. Đó, thấy không? Ok. Ôi. Thì bây giờ là Phong chỉ cho mọi người cách để vượt qua chướng ngại vật nè. Coi Phong nè, nhảy qua đây nha. Xong chúng ta sẽ di chuyển theo. Đấy, ok. Rồi khi nào mà lại gần cái tấm kính đó nè, chúng ta sẽ nhảy qua bên đây. Đó, rồi chờ cái này đi. Ui, qua thì chúng ta sẽ nhảy qua. Ok. Ôi, cái này khó lắm luôn á. Đúng rồi, chúng ta phải cực kỳ khéo léo luôn. Nhảy qua đây xong chúng ta sẽ chờ. Ui, cái sao này. Không nhảy dễ vậy? Nó chạy qua hiểu không? Trời ơi, em là bro bắt cua mà trời. Bình thường à Siro à kêu là Siro bắt cua giỏi nhất Hero Team đúng không? Trời, em sẽ thách đấu với Siro luôn. Mọi người có muốn sắp tới là mình thách đấu với Siro, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha các bạn. Chứ mình là mình sẽ thi đấu bắt cua với Siro nha. Ok. Bây giờ để mình xem. Mấy cái bà nữ kia. Không dễ nha. Ok, cố lên Sim ơi. Đó, Sim ơi vượt qua được màn 1 rồi nè. Cố lên. Rồi. Nhảy. Rồi rồi, ok, tôi sẽ là người chiến thắng cho chơi lần này. Đúng rồi, hay quá. Hay quá Sim ơi. Rồi tôi thấy Mimi đã rời phòng rồi. Rồi xong bà Mimi bà nhảy không được, bà tức quá. Bà tức quá, bà out phòng luôn rồi mọi người ơi. Ok. Yes. Sim ơi đã hoàn thành. Rồi. Khó quá mọi người ơi. Sammy cũng đã hoàn thành. Rồi. Hay quá, cao mui hoàn thành luôn. Vâng, và Mimi vẫn là người cuối cùng mọi người ạ. Trời ơi là trời, cố lên Mimi ơi. Rồi xong. Té nữa rồi, xong luôn rồi. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ đợi khi nào Mimi qua thì chúng ta tiếp tục nha, chứ mình nghĩ là sẽ lâu lắm á. A few moments later. Ai, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Mới có màn 2 thôi mà mấy bạn nữ chúng ta đã than là khó rồi. Vậy thì những cái màn sau sẽ như thế nào ở đây? Sẽ còn khó hơn nữa, bạn hiểu không? Ok, bây giờ nè, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn màn tiếp theo nha. Màn tiếp theo này thì nó sẽ khó gấp đôi màn thứ hai luôn. Biết tại sao không? Làm cái gì nè? Đây. Khi mà mọi người nhìn á, ở bên kia là cái block màu khác đúng không? Còn bên đây là block màu đỏ, có nghĩa là nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đây, giờ nhìn nha. Nè, bây giờ nó nhảy qua thì cái block này sẽ xuất hiện và nó chạy cực kỳ nhanh.
Ủa, nó chạy cực kỳ nhanh luôn, mình phải chạy theo nó thấy không? À, đó thấy không? Nó rất là nhanh luôn và mình phải chạy theo nó. Đây coi tôi nè, bây giờ nó sẽ chạy theo nè. Ấy, khi nào mình gần lại gần đây là chúng ta phải nhảy quá. Ủa, chúng ta mà nhảy chậm một cái thôi là té liền. Đánh mây á. Ủa trời ơi. À, thì à, tôi chỉ làm mẫu thôi mà giờ tôi mới làm thiệt này không? Nãy là làm mẫu thôi. Nãy làm thử một lần thôi, làm thử một lần thôi. Đây để tôi. Như làm thử hơi nhiều rồi. Ơi, lại nè, nãy làm mẫu thôi, nãy làm mẫu thôi không? À khoan từ, mọi người phải phải đợi cho cái block kia nó chạy qua đã thì mới nhảy lên được. Ui. Em cho trông luôn vô vợ em. Ok. Mui mui mui, nhảy. Nhảy. Rồi xong. Mui té rồi các bạn ơi. Ok rồi, mình qua trước rồi nè. Lên. Ai, Phong qua trước rồi nha. Phong qua trước rồi nha. Ok. Cố lên mấy bạn nữ ơi. Ê. Ta cho chung. Ủa, Phong qua rồi hả? Rồi xong luôn. Ôi sao lần này Mimi lại giỏi vậy? Sao lần này Mimi dẫn đầu vậy? Mấy bạn bạn coi nè, lần này Mimi là người dẫn đầu các bạn ơi. Hay quá Mimi ơi, tôi tự hào quá Mimi ơi. Hay quá, Mimi top 1 các bạn ơi, quá xịn luôn. Ok. Rồi bây giờ là Camu với lại là Sammy nè. Ai sẽ là người đứng thứ hai đây? Hay quá. Rồi. Chỉ còn mèo Simmy thôi. Rồi, ok, qua được rồi. Đấy, bạn thấy không? Chỉ cần chúng ta cố gắng học hỏi thì chúng ta sẽ vượt qua được thử thách thôi, bạn hiểu không? Rồi, ok bạn ơi, tiếp theo là sẽ là đến màn thứ mấy? Ta hình như là màn thứ tư đúng không? Màn thứ tư. Đây. Nhìn giữa góc là cỏ mà. Màn thứ tư này á nha, là nó sẽ đặc biệt hơn những màn trước nữa. Là biết tại sao nó đặc biệt hơn không? Để coi nè. Khi nó nhảy đến đây nè. Đấy. Thì tôi gì? Thì chúng ta sẽ được một cái hiệu ứng. Thì cái hiệu ứng này sẽ giúp chúng ta bay cao hơn nữa. Ấy, thấy không? Một lần thôi hả? Ờ, chỉ được một lần thôi. Chúng ta phải bấm cách thêm một lần nữa thì nó nhảy lên nha. Nè, coi tôi nè. Đó, ok. Sau đó thì mọi người chỉ cần nhảy thế này rồi qua qua bên kia thôi. Ok. Cái mặt này hay xuống rồi ta. Tôi đã qua nè, tôi đã qua nè. Ok. Lần này thì tôi chắc chắn là Sammy sẽ vượt qua đầu tiên nữa bạn ơi. Bởi vì Sammy rất là giỏi này nè. Ok. Cố là Sam, cố là Sam. Cái gì chứ bắt cua thì Sam rất là giỏi luôn bạn ơi. Hay quá. Hay quá, hay quá. Ok. Rồi bây giờ tới lượt là mèo Simmy nè. Ơi. Cố lên mèo Simmy ơi. Ok. Rồi xong, tới lượt Mimi. Bà nhảy xong bà rớt xuống dưới luôn bạn ơi. Tính ra bà Mimi mà nhảy xong bà rớt xuống dưới luôn. Tôi tưởng là Mimi thắng ca mui vậy chứ ai về đâu. Ai về đâu Mimi té bạn ơi. Quá nào. Cái gì kỳ vậy? Rồi ok, từ. Từ từ thôi, đừng có hấp tấp. Đợi khi nào mà nó qua đúng ở giữa thì rồi hãy nhảy qua. Rồi. Rồi nhảy đây nha. Có lên. Nhảy nè. Cách nè. Rồi, chịu thôi. Thôi tôi chịu rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đợi Mimi nha mọi người nha. Đợi Mimi qua rồi. Chúng ta tiếp tục nha mọi người. Ừ vậy đi chứ mình nghĩ chắc cũng lâu lắm á. One eternity later. Rồi ok bạn ơi, chúng ta tiếp tục nha. Thì màn tiếp theo sẽ là màn số 5. Thì đây, màn số 5 á thì nó vẫn có cái khối nhảy như hồi nãy nè, thấy không? Ok. Chúng ta nhảy lên. Và chúng ta sẽ nhảy. Có cái cục slam dữ kìa. Rồi xong té mất tiêu rồi. Lại. Chúng ta sẽ nhảy lên trên cái khối bên kia nha. Đó. Ui. Nhảy từ khói trên này qua bên khói này đúng không? Sau chúng ta sẽ nhảy vô khói slime mọi người hiểu không? Ui. Nè, tưng cái khói slime xong rồi nhảy đâu? Rồi xong nhảy lên trên lên trên cái tấm mà nó di chuyển rồi. Nè coi em nè. Ui, nè. Tưng cái nè. Ui. Đó, thấy không? Ghê không? Thấy. Rồi tiếp nha. Ui. Xa. Ui. Qua. Đó thấy không? Mày thấy không? Đó té một vài lần thôi xong cuối cùng mình vẫn qua được. Miễn là qua được rồi hiểu không? Rồi bây giờ để coi mấy bạn nữ sẽ qua như thế nào đây. Cố lên Camui ơi. Rồi. Hay quá. Hay quá. Qua. Qua luôn. Đúng rồi. Hay quá. Lần này thì Camui được top 1 các bạn ơi. Ok. Ôi rồi. Tôi thấy bà Mimi rồi, bà không qua được rồi đó. Ok. Sim ơi, cố lên. Ui, hay quá Sim ơi. Từ, bình tĩnh. Rồi Sam té rồi các bạn ơi, Sam té rồi. Bình tĩnh, từ từ, đừng hấp tấp nha. Rồi xong. Mimi đã qua được rồi nè, bây giờ chỉ còn chị em Sim Sam thôi. Cứ từ từ thôi, đừng hấp tấp hiểu không? Đó, tính lên nè. Rồi, đúng rồi. Phải tính toán. Phải tính toán cái di chuyển của. Ủa sao nó không tăng lên được vậy? Thì tôi không tăng lên được. Yes. Ok. Khi mà Sam rơi xuống cái khối slime á thì Sam để cho nó tự tưng chứ Sam đừng có bấm cách thêm lần nữa hiểu không? Để cho nó tự tưng, đừng có bấm cách, hiểu không?
Ok bạn ơi, rồi từ nãy giờ tôi đợi lâu lắm luôn, mấy bà nữ mấy bà mới qua được các bạn. Đấy, thì từ nãy giờ bạn thấy ai trong mấy bạn nữ này là bắt cua giỏi nhất nhớ bình luận ở cho mình biết nha, chứ từ nãy giờ là mình thấy à ai cũng bằng nhau hết, có người Ê bạn ơi, sẽ cho nói lại nha, mình hơn nha. Ôi bạn ơi, bạn cũng bị té mấy lần chứ bạn hơn ai đâu bạn ơi. Ok nè. Bây giờ nha, mọi người, bây giờ tôi nghĩ là mọi người cũng hiểu luật chơi đó rồi, cho nên tôi nghĩ là tôi khỏi cần phải hướng dẫn mọi người luôn, mọi người tự chơi đi. Ok. Ủa cái này sao quá ta? Là cho con bò vừa bò trọ là sao vậy? Ủa? Cái này sao quá ta? Sao tôi nhìn tôi không biết qua chỗ nào các bạn. Ok. Không sao, cứ đi thử. À tôi hiểu rồi, là mình phải lụm cái cục nhảy này. À, tôi hiểu rồi. Mình phải lụm mình bước vô cục nhảy kia. Ok rồi, sau đó là mình sẽ nhảy ngược lại. Không, mình nhảy theo chiều, tức là mình phải lượm xong rồi mình đi theo cái cục kia và nhảy, mình nhảy sang cục kia luôn. À ok, hiểu rồi. Mình nhảy qua đây nè, xong mình lượm cái cục này nè, đấy. Ok, xong mình chờ cái cục của mình chạy qua, thì mình nhảy qua, đấy. Sau đó sẽ đi đến đây, xong mình nhảy xuống đây. Mọi người nhớ là đừng bấm cách hai lần nha, không thôi là mất hiệu ứng á. Sau đó mình sẽ nhảy qua đây. Ok, tôi qua được rồi nè. Ok. Tôi không biết mấy bạn nữ nãy giờ nhìn có hiểu gì không đây. Ok. Hiểu. Liệu rằng là Mimi sẽ là người giành đầu tiên hay là Simmy đây? Hơi. Con Sim. Yeah. Hay quá Sim ơi. Ok. Em không biết gì không Phong? Sao vậy? Sammy đến kia và Sammy quyết định đứng kia và Sammy bây giờ là đang chờ Camui đi qua lại để đi theo cái cầu này của Camui nào. Trời ơi, bà khôn quá ha bà. Trời. Ok. Ấy mấy bạn hiểu không? Người ta thường hay có một cái câu thế này nè. Đôi lúc đó chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái luật lệ của trò chơi để chúng ta có thể sử dụng trí thông minh chúng ta mà chúng ta giành chiến thắng, các bạn hiểu không? Đấy. Ok. Thì bây giờ để xem coi. Nãy giờ là thấy có mỗi mình Sim qua được rồi nè. Còn mấy người kia tôi thấy chưa qua nha. Cố anh. Ôi Camui. Camui. Rồi xong té luôn rồi các bạn ơi. Hình như là vẫn còn đường dài lắm á, cho nên là bây giờ á mọi người ráng nhanh đi mọi người ơi. Ok. Cố lên. Ui. Hay quá, hai người qua cùng lúc luôn. Chỉ còn mỗi mình Sammy của tôi. Sammy, em chờ đợi gì nữa? Ơi Sammy, tính ra còn mình bà chứ còn ai mà chờ cái gì nữa. Ai biết đâu. Cố lên Sam. Cố lên, tôi tin Sam mà, cố lên Sam. Nè, chờ cục kia qua. Rồi, nhảy qua. Nhảy một lần thôi. Nhảy lỡ rồi. Ok, nhảy. Ôi. Từ bình tĩnh. Thôi mấy bạn ơi, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dừng lại đây để chờ Sammy qua đi. Sammy qua chúng ta tiếp tục nha bạn. Lâu quá. Cuối cùng thì Sammy cũng đã qua rồi các bạn ơi. Phải nói là màn này thì mình hơi thất vọng về Sammy các bạn ạ. Sammy vậy ơi, dễ ẹt vậy, Mimi còn qua được mà Sammy không qua được hả Sam? Trời ơi, thất vọng quá Sammy. Ok rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Thì tiếp theo là gì đây? Ủa cái cục này là gì ta? Ủa hình như là tôi cũng không biết cục này là gì luôn á mọi người. Ôi, à, cái cục đó giúp chúng ta nhảy cao hơn á mọi người. À tôi hiểu rồi. Nó giúp chúng ta nhảy cao hơn. Qua mọi người ơi, qua luôn. Ôi, trời, hơi khó nha. Ôi. Ui. Ok. Hơ. Bay quá. Tưng lên nè. Yes. Ok, tôi đã qua được rồi. Đấy. Qua đi mọi người. Nhảy vô cái cục slam xong bay lên. Hay quá. Mimi qua được rồi nè. Ôi trời. Xuống rồi. Xuống rồi. Bà ở dưới đó làm gì nữa? Đâu có ai kéo bà lên được đâu. Bà tự ở dưới đi. Thôi, chị Ca Mui ở lại đây vĩnh viễn đi, không ai kéo chị lên được đâu, chị mập quá mà không ai kéo được. Nè, nói gì vậy? Ôi, Sam ơi, cố lên. Cố lên Sam. Ôi, tưng lên cái nè. Hay quá. Hồi nãy tôi nhớ là có người bảo kêu gì ta, hình như là có người bảo rằng là mình nhảy giỏi mà ta. Sao giờ tự nhiên ở cuối vậy Ca Mui? Chưa giờ cuối mà. Rồi xong té. Trời ơi, dở quá Ca Mui ơi. Đúng rồi, nhảy. Đó, đúng rồi, nhảy mới qua được. Đến nơi luôn, không cần xuống cùng slam dưới luôn. Ok, rồi tiếp nha. Cái này hình như là chúng ta sẽ nhảy lên trên. À, cái này đi nó vòng tròn nè. Mình sẽ nhảy lên lúc mà nó qua. Hối, ok. Rồi, qua luôn đi mọi người. Nó tới chỗ mọi người kìa. Ok, sau đó nó sẽ nhảy vô cùng slam. Hối, và nhảy lên đây. Ok, rồi hình như là tới đây mà mình nhảy qua bên kia luôn rồi là hoàn thành hay sao mọi người ơi. Hối, đây.
Yes, ok bạn ơi, mình đã qua rồi nè. Thì bây giờ nha, cái màn này là cái màn nó qua đến level 2 rồi, cho nên mình nghĩ là cái này sẽ là màn cuối cùng nha. Ok, để coi coi Sam qua được rồi nè. Rồi xin qua luôn, xin qua luôn. Hay quá. Ok. Ôi Camui ơi, sao đầu trận gáy làm gì mà bây giờ cuối trận thua hả chị? Để thi cho người ta nhảy. Ủa? Một lần qua luôn nè. Rồi xong luôn, Mimi là người ở cuối cùng rồi các bạn ơi. Oh my god. Rồi bây giờ chờ Mimi qua thôi. Từ từ thôi Mimi, đừng vội vàng. Cứ từ từ, trời ơi bắt cua mà cứ vội vàng là xong rồi. Trời, bà lại té rồi. Trời ơi. Mày nhảy vào cục slam á, mà nhảy cục slam á. Từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Ok, đứng lên. Thôi dẹp đi. Ok bạn. Thì vừa rồi mấy bạn thấy rằng là thật ra là cái màn bắt cua này các bạn là vẫn còn dài lắm nha. Nhưng mà do là video cũng đã dài rồi cho nên mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em muốn mình sẽ làm ra một cái cuộc thi bắt cua dành cho hội chị em, nếu như người nào giành chiến thắng thì người ấy sẽ được 10 triệu nha. Đấy. Nếu như bạn nào muốn mình tạo ra một cuộc thi bắt cua dành cho hội chị em, người nào chiến thắng được 10 triệu á thì bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Thì Phong sẽ làm ra video tiếp theo cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em muốn mình quay mặt của mình trong lúc là mình quay video á, đây mình sơn webcam nè, mình sơn mặt cho anh em xem, thì anh em nhớ cũng bình luận và like video này để cho mình biết là anh em muốn nhìn thấy khuôn mặt của mình nha. Ok. Ok, còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, bye, bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.